Trân trọng kính chào quý vị khán giả của Học viện Cải Lương. Kính chúc năm mới, Tết đến, hạnh phúc, bình an và lúc nào cũng thương nhau. Không hay ho gì là bởi vì mẹ tôi mất khuya mùng 6 Tết, cho nên đám giỗ vào lúc chiều mùng 6 và sáng mùng 7 và trưa mùng 7. Cho nên là cứ mà Tết đến á thì mình có muốn vui mình cũng không vui được. Tuy nhiên nhờ có nghề hát cải lương cho nên là cứ Tết là hát ba suất, và rồi có thể nói là sống ở trong hậu trường, rồi sống với khán giả và được khóc cười, được cay đắng, được hạnh phúc, được mọi thứ hết trong mấy ngày Tết. Và cái tình thương của khán giả cũng như lòng biết ơn của tôi đối với khán giả, chính cái điều đó mới làm cho tôi vui. Chứ còn Tết không vui. Và bực mình lắm, là bởi vì cứ mỗi lần gần Tết thì nhớ mẹ nhiều hơn. Cái đứa trẻ con mà lúc mà 7-8 tuổi mà nó mất mẹ thì nó, cái ấn tượng của nó đối với lại những cái ngày đó là khó chịu lắm, là rất tiếc. Mãi cho đến bây giờ thì vẫn thế mà thôi, cũng chưa có gì đổi khác. Những đứa con mồ côi đó, nó cứ lủi thủi nó sống một mình đó thôi. Và như tôi nói đó, cải lương đã cứu sống đời tôi. Nhờ có cải lương mà tôi còn muốn sống và tôi còn muốn làm việc. Và cứ mà hát xong rồi á, mỗi suất á, thì đi quanh quẩn. Và sau đó thì đi tìm các thầy, thầy Ba Vân, rồi thầy Kim Cúc, rồi thầy Năm Châu, rồi má Bảy Phùng Há. Tức là tôi cứ quanh quẩn với mấy bác, mấy thầy tổ đó. Mình thật sự mình muốn biết về cải lương và mình muốn học cải lương. Cho nên nghe rất là nhiều việc mà không có trong sách, cũng không có ở đâu hết trơn á. Chỉ có những người sống thật và cho tôi những cái kinh nghiệm cũng như là những cái niềm vui, cũng như là những cái hy vọng của một người nghệ sĩ đối với dân tộc mình, đối với đất nước mình. Cụ thể thì không biết như thế nào mà có rất nhiều chuyện, nhưng cũng có thể là vì tôi học thiền của Phật giáo là đã 40-50 năm đây rồi, cho nên là sống hiện tại là đẹp nhất. Mẹ Teresa nói rằng quá khứ xong rồi, ngày mai chưa tới. Muốn cho ngày mai tốt thì hôm nay chúng ta sống thật, sống hữu ích và sống thực tại và làm những điều tốt đẹp chung quanh mình. Thì có lẽ là những cái mà khiến cho tôi nhớ đó thì nó phải đậm đà dữ lắm. Tôi nhớ là có những chiều, có những đêm đang ở nhà thì má Bảy Phùng Há tới và bà nói: má con mình đi chơi đi con. Và thế là chú tài xế lái xe hai má con đi vòng vòng Sài Gòn. Má nhắc cái chỗ này hồi xưa hát vậy nè con, cái chỗ này là cái hồi mà đất nước mình mà còn chia đôi đó con, mà mình đi tới Quảng Trị rồi tới sông Bến Hải, mà cái chiếc đò mà nó đi qua cái hải phận thì cũng bị bắn, mà nói chung mới là dân của mình không có được gặp nhau, hai miền Nam Bắc không biết nhau, và thậm chí người ta còn khích để mà họ thù nhau nữa con à. Mà lúc đó cải lương mình cũng có góp phần ở trong đó. Thí dụ như là Đoàn Kim Thoa mà hái cái tường lớp sông Danh, thì khi mà hai cái bản đồ gắn lên Nam Bắc mà cùng hòa hợp với nhau thì bọn xấu đó liền lựu đạn lên và bác Duy Lân cục chân, và trong đoàn cũng có nhiều người họ phải hy sinh đó con. Cho nên con hát cây lương con phải yêu nước, con hát cây lương con phải biết thương dân mình. Rồi bây giờ đó là đất nước mình đi được từ khắp cùng miền Bắc tới miền Nam. Con đừng có quên cái ơn đó của tổ tiên mình, của những anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam con nha. Đó, tôi hạnh phúc là vì cảm thấy tôi được sống trong một cái môi trường đẹp của nghệ thuật cây lương và được bà con khán giả thương. Và Tết đậm đà hương vị đối với tôi
Đối với má bảy của chúng tôi là như thế. Có lẽ là cũng có nhiều kỷ niệm khi mà đi đoàn giải Lý Hương. Thật ra là thưa khán giả, tôi có một cái may mắn là đi hát và đi đoàn lớn. Cho nên là những cái huyện hay là những cái xã thì tôi ít biết, nhưng mà những cái tỉnh thành thì tôi biết nhiều. Và lúc đó thì tôi với anh Hùng Cường, trời ơi, có thể nói rằng hát ba suất thì cái người mình nó giống như cái mình rách vậy đó. Cho nên là ai cho gì ăn nấy, mà ăn cái gì cũng ngon hết đó. Mà có thể nói rằng anh Hùng Cường á, ảnh thích ăn vặt và anh rất là chu đáo. Mà tôi thì tôi không có khi nào tôi có biết mua cái gì để ăn vặt hết trơn á. Cho nên tất cả những cái gì mà ăn sau cái giờ hát hoặc là trong giờ hát hoặc những ngày Tết á thì là do anh Hùng Cường cung cấp hết trơn á. Và anh nói, ủa? Mà tụi tôi thân nhau lắm cho nên là gọi nhau đôi khi gọi mày tao. Ủa? Mày là con gái mà sao mày không chịu mua người kia để tao mua mày ăn? Cái tôi nói, ừ ai biểu anh ngu chỉ đáng chịu. Mà nói đùa như thế nhưng mà thương nhau vô cùng. Ở đây có một cái tình thương của đồng nghiệp, có một cái tình thương của sự cảm thông. Anh nói tao là có đủ trơn hả mày biết không, vợ nè, con nè, ba nè, mẹ nè, mọi thứ đủ thứ hết. Mà tao tội nghiệp mày, tại vì mày mồ côi, mày không có ai hết, cho nên là tao lo cho mày thôi. Những cái điều đó thật là khó quên. Và các gọi là hồi xưa gọi là hậu đài với lại đồ hội là cái người lo quần áo cho diễn viên, rồi hậu đài là người lo xếp cảnh đó, thì mấy cô mấy chú đó thương lắm. Tại vì thấy bà Tuyết mồ côi cho nên ai nấy cũng chăm sóc, cũng lo và cho tôi nói lời biết ơn với tất cả. Thường thường ăn Tết đó là ông bà mình đã lại nhắc chuyện cũ, ôn cố tri tân để nhớ lại những cái người có công với đất nước, những người đã từng sống tốt với đồng loại, sống tốt với bạn bè, và cũng nhắc nhở con cháu là có những việc trong đời làm người không nên làm và phải tránh, tránh làm tổn thương cho nhau. Thì có thể nói rằng ngày Tết của dân tộc là một ngày rất tuyệt vời. Và cứ mỗi lần Tết như thế thì bản thân tôi học rất nhiều bài học. Và những ngày Tết của cải lương đã làm cho tôi lớn lên từ nội dung của vở hát cho đến cách hành xử với nhau ở trong hậu trường. Có một cái Tết mà cũng rất là khó quên. Tức là ai cũng nhớ rằng cái năm 79 là chúng ta bị tấn công 7 tỉnh biên giới và cải lương ra trận. Khi chị Thanh Nga bị bọn xấu hại, chị Thanh Nga ngã xuống, thì bác Sáu Thảo đó, cùng với đạo diễn Chi Lăng, cùng với bao nhiêu người dàn dựng và ủng hộ và chắp cánh cho tất cả năm dân dân Nga ra trận. Từ đoàn Thanh binh Thanh Nga cho tới đoàn Văn Công, cho tới đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3. Và đặc biệt là cái năm đó, đó nhà hát Trần Hữu Trang là của Bộ Văn hóa đóng tại thành phố. Và từ hồi 75 cho tới 79 thì tôi ở nhà, tôi xin ở nhà để đi học. Là vì tôi không muốn mình lạc lõng với cái mới mà mình chưa biết gì hết. Thì nhà nước cho phép tôi nghỉ từ 75 cho tới 79, cho tới khi mà cả nước mà bị tấn công thì nhà hát Trần Hữu Trang tới mời tôi. Và tôi nhớ có tác giả Lê Duy Hạnh, có bác Sáu Thảo, giám đốc sự văn hóa lúc bấy giờ, nói rằng bà Tuyết nghĩ đủ rồi, bây giờ phải ra góp mặt. Và tôi có một cái suy nghĩ là mình chỉ có biết hát cải lương thôi, mà nếu như mình ăn, mình sống, mình không có làm gì hết thì mình vô dụng quá. Cho nên là tôi trở lại. Và tôi nhớ lúc đó là tôi với lại nghệ sĩ Ngọc Giàu, hai chúng tôi được về hát nhà hát Trần Hữu Trang. Và khi đi tập tuồng đó là có xe của các chiến sĩ công an đưa đi rồi rước về. Và không khí đáng sợ lắm. Và chúng tôi không được quyền tỏ ra sợ hãi mà phải gắng hết sức đi tập tuồng. Và có thể nói rằng khi Dương Dân Nga của nhà hát Trần Hữu Trang xuất hiện thì cái không khí của cải lương khác hẳn. Và chúng tôi hát
từ Sài Gòn tới Huế, ra tới Hà Nội. Và tôi nhớ là chị Ngọc Dào không có chịu đi Hà Nội, tại vì lúc đó con còn nhỏ. Cho nên là trong một tuần lễ tôi phải tập cái là hai cái cảnh trước của Ngọc Dào để mà ra Hà Nội hát. Có một cái xuất hát mà bản thân cái người nghệ sĩ đó cả đời không thể có lần thứ hai. Tức là chúng tôi hát ở nhà hát lớn Hà Nội thì có 100 chiến sĩ của cả nước anh hùng được gắn huy chương và đi xem cái buổi hát đó, cộng với tất cả các sứ quán, các lãnh sự ở tại Hà Nội. Và đó là một cái buổi hát mà với khán giả vô cùng đặc biệt. Tôi nhớ lúc đó là khi mà tôi vô cái câu vọng cổ mà Lê Hoàng khi vừa mới đến đây, ông đã chào hỏi Nguyễn Lưu Trần Đệ. Đó là hai cựu chiến binh thời trước. Trong khi ta cùng báo quan lơ là với họ, riêng khanh nhìn vào dân già, tôn trọng những người chiến sĩ vô danh ngang với các bậc đại công thần. Thì là 100 chiến sĩ đó đứng lên và vỗ tay suốt. Và trên sân khấu tất cả chúng tôi nước mắt ròng ròng. Tổ quốc là đây, dân tộc là đây, và cải lương của chúng tôi đã góp phần nâng cao cái tình yêu nước, khiến cho những người chiến sĩ bình thường họ cảm thấy họ được tôn trọng, họ được nhớ và họ được ghi công. Bia đá nhỏ nên người ta chỉ hạn định tinh danh trong từng chiến tích hoài hùng. Đấy, tức là từ những cái việc như thế cho tôi một cái niềm tin và lòng tự hào vì sự có mặt của các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cùng với đất nước, cùng với tổ quốc trong những giờ khắc nguy biến nhất. Và sau đó thì tôi được hát ở ngoài biên giới cho tất cả các chiến sĩ đều xem. Và tôi được Thiếu tướng Tư lệnh Biên phòng lúc đó gắn cho một cái huy chương. Và ông nói, cô Bạch Thuyết biết không, cái huy chương này đó các chiến sĩ là phải gắn sức, phải cố hết lòng và phải trong vòng 3 năm không có bất cứ một cái lỗi nào thì mới được cái huy chương này đó. Và tôi đã nói với ông, cảm ơn anh đã động viên tất cả chúng tôi và cho chúng tôi được một cái niềm tin là chúng tôi cũng có đóng góp trong khi đất nước mình nguy biến. Và bây giờ kể lại trong ngày Tết để cho chúng ta, tất cả chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống chỉ có giá trị thật sự khi chúng ta thương nhau thật lòng, chúng ta không làm tổn thương nhau và chúng ta biết ơn nhau để mỗi ngày sẽ được tốt hơn. Nhà cảm ơn. Cho phép tôi được nói với những người thầy của mình, con thưa ba năm, thưa ma bảy, thưa bác Tam Dân, thưa bác Ba Dân, thưa chú Tam Danh, thưa cô Thanh Loan, thưa Mai Kim Cúc, thưa tất cả những tiền bối của cải lương trăm năm. Chúng con tuy còn sơ sót, chúng con tuy còn thưa thớt, nhưng lời dạy của tổ, lời dạy của thầy, chúng con hết lòng với nghệ thuật cải lương. Và con cầu xin tổ nghiệp phù hộ cho cái thế hệ tới đây của cải lương mỗi ngày càng tốt hơn, đẹp hơn và tài hoa hơn cả chúng con nữa, để cho cải lương mỗi ngày giá trị hơn, đẹp đẽ hơn trong cái vị trí bảo vệ giữ gìn độc lập của dân tộc cũng như bảo vệ giữ gìn văn hóa của Việt Nam mình. Con chúng con kính lạy tổ. Hồi trước thì không có một cái trường để dạy cái bộ môn cải lương, và chúng tôi học thầy, mỗi thầy mỗi trò. Và ở trong một cái hoàn cảnh như thế thì tôi không biết là có thể nó cũng có cái tốt hơn và nó cũng có thể cái chưa được hơn. Nhưng cái mà tốt nhất mà tôi nhận ra đó thì ở một thầy một trò đó
thì cái sự dạy dỗ nó chu đáo hơn và nó chi tiết hơn. Chị nhớ lời của ba Nam Châu của má Bảy: cái thằng này nó ca hay nhưng mà nó sống không tốt, nó ác, dạy nó mà nó nổi tiếng nó hại nhiều người, đừng có dạy nó. Và các bác nói là dạy nó làm người trước khi làm một nghệ sĩ, dạy nó biết sống hy sinh cho người khác, biết thương người khác, như nội dung của tất cả những cái vở cải lương kinh điển mà tác giả viết cho nó hát. Cho nên là khi nó bắt đầu nó học, dạy nó làm người. Và cho đến bây giờ thì tôi không dám nhận học trò, nhưng mà những ai mà học với tôi á, thì tôi nói với các bạn rằng hãy làm một người Việt Nam tốt trước khi làm một nghệ sĩ. Và cái điều đó tôi đem những điều mà tôi đã học được của tiền bối để tôi gửi lại cho các bạn. Và tôi mong rằng thế giới chung quanh mình mỗi ngày sẽ có nhiều người tốt hơn trước khi cái người đó trở thành nghệ sĩ. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay như